Sáng mùng 5 tháng 11, phóng viên đã có mặt tại suối Đồng Bãi. Mặc dù đã qua hơn nửa tháng, nhưng những dấu vết của việc xúc xả thải vẫn còn rất rõ ràng. Tại vị trí suối tiếp giáp của cửa xả Vwatsapco, nhiều lớp bùn cặn đen ngòm vẫn còn đóng dày 3-4cm ven các bờ đất và vương đầy trên cỏ. Mặc dù không có mùi khét, nhưng lớp bùn thải này lại đặc quánh, trơn tuột và rất dính tay. Khi hòa tan trong nước, chất thải loang rộng và khiến con suối biến màu. Liên quan đến sự cố nước sông Đà nhiễm bẩn, theo báo cáo từ Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, công ty này đã xả thẳng nước xúc, rửa bể trung gian ra môi trường mà không hề qua xử lý. Cụ thể theo báo cáo này, Vwatsapco đã xả lượng nước xả sau khi xúc rửa thẳng ra suối Đồng Bãi, thôn Dục, xã Yên Bình, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Tổng khối lượng nước được xúc rửa xả ra môi trường riêng trong ngày 21 tháng 10 năm 2019 được ghi nhận vào khoảng 2.500 cho đến 3.000 mét khối. Nó trong sạch cơ chứ nó không có màu đen màu đen ngòm như thế này đâu. Hòa lớn vào cái nước suối này là nó chỉ có từ đây xuống đây là màu đen này, còn ở nguồn trên kia nó chảy xuống là nó hòa vào nữa thì nó còn bớt đen. Việc xả nước xúc rửa không qua xử lý ra môi trường thêm một lần khiến dư luận đặt dấu hỏi về trách nhiệm của Vwatsapco trong sự cố mang tên sông Đà.